Và rất có thể đó cũng sẽ là những toan tính của huấn luyện viên Pipo Onmo trong trận đấu ngày hôm nay. Huấn luyện viên của đội U17 Thái Lan Pipo Onmo từng là tuyển thủ quốc gia Thái Lan, cũng không phải là một nhân vật quá nổi bật. Trận đấu đã bắt đầu và ngay ở pha bóng đầu tiên, Thái Lan đội bóng cần một chiến thắng để khẳng định vị trí số 1 của bảng đấu này, đã tràn sang phần sân của U17 Việt Nam và thực hiện tình huống tấn công. Trong đội hình của U17 Thái Lan có những nhân tố khá quan trọng như cầu thủ màu số 13 Sarawat và tiền đạo màu số 9 Tontawan. Đây là Phan Văn Thành, gương mặt mới của U17 Việt Nam ở giải đấu, trung vệ đến từ U17 Sông Lam Nghệ An. Phan Văn Thành có thể hình tốt và trong những trận đấu đã qua thì em cũng đã chơi khá ổn định. Đức Thiện, Tisano, Tanakris. Lúc này bộ đôi tiền vệ trung tâm của các cầu thủ U17 Thái Lan đang là số 6 đội trưởng Pacharapon và số 8 Siwat. Cánh phải là Chanason. Người đã cắt được đường truyền vừa rồi của U17 Thái Lan là Vi Đình Thượng, một trong những cầu thủ đã chơi rất hay trong chiến thắng 5-0 trước U17 Nepal. Vi Đình Thượng đường truyền lỡ nhịp Lê Phát. Lê Phát đã được nghỉ hoàn toàn trong trận đấu ở lượt đấu thứ hai gặp U17 Nepal sau màn trình diễn đáng trong cuộc đối đầu với U17 Đài Bắc Trung Hoa, thì đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Cầu thủ sinh năm 2007 đến từ Đắk Lắk đã trình diễn một phong độ xuất sắc trong trận đấu đó và ngay lập tức Lê Phát đã nhận được rất nhiều những sự quan tâm đến từ báo giới như là người hâm mộ. Đây là ông Pipo Onmo, huấn luyện viên trưởng của U17 Thái Lan. Trước trận đấu này thì ông Pipo Onmo cũng đã đánh giá rất cao ở Việt Nam và cũng chia sẻ rằng đây sẽ là một trận đấu khó khăn dành cho các cầu thủ trẻ của U17 Thái Lan. Người thực hiện quả đá phạt này như thường lệ vẫn là Sarayas. Sarayas số 13 có những quả tạt, có những cú đá phạt rất khó chịu bằng chân trái dọc theo hành lang cánh trái theo hướng tấn công của U17 Thái Lan. Đến thời điểm này thì U17 Việt Nam chưa để lọt lưới một bàn thua nào trong chiến dịch vòng loại U17 châu Á lần này. Sarayas rất nguy hiểm, người đóng bóng là Đình Hải. Tầm xa của U17 Thái Lan, Thái Lan đang nhập cuộc chủ động và tốt hơn so với U17 Việt Nam. Họ là đội bóng cần thắng, đang tỏ rõ quyết tâm. Chanason và tranh chấp rất quyết liệt của Vi Đình Thượng. Tình huống phá bóng vừa rồi là của Jerapong. Quốc Trung, ngày hôm nay thì Quốc Trung đã trở lại vùng chính sau một trận đấu phải vắng mặt. Vì lỗi việt vị rất rõ, chắc là việt vị phải đến 3 mét của Tontawan. Chúng ta cũng đã biết vòng chung kết U17 châu Á sẽ có 16 đội bóng và lúc này đang là thời điểm diễn ra các trận đấu ở vòng loại. AFC đã chia các đội bóng thành 10 bảng với rất nhiều những số lượng đội bóng khác nhau, có bảng thì 3 nhưng có bảng lại có tới 5 đội. Lê Phát, trận đấu trước thì Vi Đình Thượng và Lê Đình Long Vũ là bộ đôi đã chơi rất ăn ý trong những tình huống tấn công dọc theo hướng cánh trái. Ngày nay thì Lê Đình Long Vũ đang được đẩy sang cánh phải và người đang chơi cùng với Vi Đình Thượng lúc này là Nguyễn Lê Phát, chàng trai đến từ Đắk Nông. Chanason, trong số 6 bàn thắng của U17 Thái Lan ở vòng loại năm nay
thì cầu thủ Mao số 9 Tôn Tao Won đã ghi được 4 bàn. Hai bàn còn lại thuộc về Mao số 7 Thanakris, 1 bàn. Và người còn lại là Phong Phách, người cũng thường xuyên đá chính trong hai trận đấu trước, nhưng trận đấu này đang xuất hiện trên phần ghế dự bị. Vi Đình Thượng trận đấu gặp U7 Nepal thì Vi Đình Thượng đã có một bàn thắng rất đẹp, đó là tình huống solo. Lê Phát Đức Thiện vẫn chưa có được một tình huống xử lý tốt, tình huống đột phá quá đơn giản của Virakhan. Lê Phát Quốc Trung Công Phương để mất bóng nguy hiểm. Công Phương đã để mất bóng vào chân của Siwat Pacharapon. Chanason, đội bóng hoa xanh đang là đội bóng có khả năng kiểm soát bóng tốt hơn. Thanakris, quả bóng của Chanason nhưng có vẻ như cũng đã có lỗi việt vị của Tôn Tao Won. Vừa rồi là một tình huống thu vào phòng ngự tuyến nghiêng khá hay của Phùng Văn Nam. Phùng Văn Nam vốn dĩ là một tiền đạo, Nam đã có những sự lúng túng nhất định trong trận đấu gặp U7 Đá Bắc Trung 3, nhưng ở trận đấu gặp U7 Nepal thì Phùng Văn Nam đã cải thiện khá tốt khả năng phòng ngự của mình. Vẫn là Saraiwas và treo bóng rất khó chịu. Vẫn là một tình huống băng ra đấm bóng chính xác của Phạm Đình Hải. Phạm Đình Hải đang cho thấy được sự tự tin. Đây là thủ môn số 1 của U16 Việt Nam tại chiến dịch vô địch U16 Đông Nam Á diễn ra cách đây 2 tháng. Vi Đình Thượng chuyền khá hay. Rất tiếc là Jerapong đã chọn vị trí và xử lý chính xác. Hôm nay sự xuất hiện của Đức Thiện chơi cao nhất tràng tấn công để thay thế cho Bùi Hoàng Sơn cũng là một sự bất ngờ. Lê Phát rất hay, quả người cực ngọt. Đức Thiện dứt điểm. Không được, chưa phải là một tình huống dứt điểm thực sự tốt của Đức Thiện. Trước đó là một tình huống khống chế bóng bước một và qua người rất hay của Lê Phát. Quốc Trung nguy hiểm. Phan Văn Thành. Quốc Trung. Thái Lan đang chơi rất tự tin và có những tình huống kiểm soát bóng cũng như là triển khai tấn công tương đối mạch lạc. Đó là tình huống xử lý của Surachai, rất tốc độ. Tôn Tao Won tuyến hai. Thanakris nguy hiểm. Không được, đó là tình huống không tốt của Thanakris, người cũng mệnh danh là Messi trẻ của bóng đá Thái Lan. Các bạn thân mến, chúng ta đang được theo dõi trận đấu được đánh giá là trận đấu chung kết của bảng F vòng U17 châu Á. Trận đấu giữa đội chủ nhà U17 Việt Nam và U17 Thái Lan. Lúc này thì U17 Việt Nam đang có được ưu thế về mặt hiệu số bàn thắng bàn thua so với đối thủ. Đức Thiện pha xử lý có phần cứng nhắc của trọng tài Mohamed khi mà Đức Thiện đang có bóng và lợi thế trong việc tổ chức tấn công. Hai trận đấu trước đó với Đài Bắc Trung Hoa và U17 Nepal thì U17 Việt Nam đều có được những bàn thắng ở những thời điểm khá sớm của hiệp 1. Trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa thì là bàn thắng của Bùi Hoàng Sơn ở phút thứ 17, và thắng Nepal thì là bàn thắng của Công Phương ở phút thứ 8. Bây giờ đang là thứ 10, tôi mong rằng chúng ta sẽ có được bàn thắng mở tỷ số. Không được. Tuyến hai đã rất căng nhưng vì không trúng đích. Có vẻ như U17 Việt Nam sẽ được hưởng một quả phạt góc. Người đã dứt điểm trong pha bóng vừa rồi là Phạm Nguyễn Quốc Trung. Quốc Trung đang thuộc biên chế của đội U17 Sông Lam Nghệ An. Ở Sông Lam Nghệ An thì Quốc Trung cũng là một trong những cầu thủ rất nổi bật, đã từng thi đấu rất thành công trong những màu áo của U11, U13, U15.
Vi Đình Thượng. Đó là tình huống băng ra hợp lý của Tisanu. Người thực hiện quả phạt góc thứ hai bên phía hành lang cánh phải cho U7 Việt Nam là Phùng Văn Nam. Nguy hiểm, không được. Rồi là một tình huống cắt mặt đánh đầu khá hay của các cầu thủ U7 Việt Nam. Và xử lý không tốt của Phan Văn Thành. Việt vị quá sâu, không hiểu tiền đạo của U7 Thái Lan nghĩ gì khi mà chọn vị trí đứng dưới hàng phòng ngự của U7 Việt Nam khoảng 5m. Người đã rơi vào vị trí việt vị trong tình huống vừa rồi là Tara Chris. Huấn luyện viên Pipop Omo đã nghe tức ở các cầu thủ dự bị. Đức Thiện, Công Phương, hướng không chơi bóng, chuyển đổi hướng khá hay của Công Phương. Nhưng người đã giành được trong pha bóng vừa rồi là Pacharapon, rất tự tin. Charason, cắt bóng hay của Vinh Đình Thượng. Tiếc là Vinh Đình Thượng đã phạm lỗi với Tana Chris. Vinh Đình Thượng là một trong những cầu thủ đã thi đấu hay nhất của U7 Việt Nam trong cuộc đối đầu với U7 Đài Bắc Trung Hoa. Xin lỗi, U7 Nepal. Trận đấu mà Vinh Đình Thượng đã trực tiếp ghi một bàn và đã khoan phá cánh trái của đối thủ một cách toàn diện với rất nhiều những tình huống lên bóng. Vừa rồi là lỗi kỹ thuật của Quốc Trung. Totawan đang chơi khá tự do và người đang chơi cao nhất trên hàng tấn công của U7 Thái Lan là Chris Takhan. Cắt bóng hay. Rất tiếc là đã có lỗi việt vị của Lê Đình Long Vũ. Một tình huống có phần nhạy cảm. Trợ lý số 2 cùng Haman đến từ Singapore không việt vị. Đây là lỗi của trợ lý trọng tài thứ hai, ông Haman người Singapore. Cảm nhận ban đầu của tôi cũng là không việt vị. Đó là tình huống mà Lê Đình Long Vũ đã sử dụng tốc độ và băng rất nhanh. Vòng loại bảng F cũng đã chứng kiến khá nhiều những sai sót đến từ tổ trọng tài. Tuy nhiên thì do trình độ giữa U7 Việt Nam và U7 Thái Lan rất khác biệt so với U7 Đài Bắc Trung Hoa và U7 Nepal. Thế nên nhiều quyết định sai của trọng tài chưa ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Nhưng ngày hôm nay đây sẽ là một trận đấu cân tài, cân sức. Và rất có thể những quyết định của trọng tài cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều. Đột phá khá hay của Surachai. Vẫn là Surachai. Tana Chris, Vi Đình Thượng. Quốc Trung, Công Phương, Phùng Văn Nam. Đường chuyền hay, Lê Đình Long Vũ. Tốc độ của Lê Đình Long Vũ. Quả tạt hơi mạnh so với vị trí của Đức Thiện. Cũng đã chưa có được sự nhạy cảm trong việc chọn vị trí trong tình huống vừa rồi. Cú qua người rất hay của Tara Chris. Nhưng ngay sau đó là tình huống cắt bóng hay của Trung Nguyên. Trận đấu đang diễn ra một cách sôi nổi. Hai đội chơi đôi công, ăn miếng trả miếng. Đức Thiện. Đường chuyền có thể nói là quá lộ của Đức Thiện. Pha xử lý tốt của Trung Nguyên. Ngày hôm nay thì Trung Nguyên đã nhập cuộc một cách đầy tự tin. Và số 19 của U17 Việt Nam đang chơi tốt. Còn vừa rồi là một pha bóng mà Đình Hải đã băng ra tương đối mạo hiểm. Pacharapon, Chris Khan, Quốc Trung, Công Phương. Rất nhiều những đường chuyền hỏng đến từ các tiền vệ của đội bóng áo đỏ. U17 Việt Nam đang có dấu hiệu tâm lý. Họ chơi không hay và không thanh thoát như thường lệ.
Lê Phát, vẫn là Lê Phát với những tình huống xử lý rất kỹ thuật. Lê Phát, cú đá quá nhẹ, cú đá quá nhẹ của Lê Phát và thủ thành Tisano đã di trước và bắt bài. Một pha xử lý cá nhân và độc lập khá ổn của Lê Phát, nhưng thực ra mà nói nếu như sau khi đột phá và thực hiện đường truyền xẻ nách cho Vi Đình Thượng thì mới là một tình huống tốt hơn. Sau khi liên tục thực hiện những tình huống đột phá, những tình huống va chạm thì Lê Phát đã không còn giữ được nền tảng thể lực tốt và cú dứt điểm của anh quá hiền, quá lành. Nhưng dù sao thì kỹ năng xử lý bóng của một cầu thủ năm nay mới có 15 tuổi cũng là rất đáng khen trong pha bóng vừa rồi. Còn đây là tình huống tranh chấp giữa hai người đội trưởng, hai số 6 của hai đội, Pacharabon và Công Phương. Rất nhiều người đang lầm tưởng Công Phương là em trai của Công Phượng, nhưng hoàn toàn không có sự liên hệ nào giữa hai cầu thủ này. Nguyễn Công Phương quê ở Hải Dương, cầu thủ đến từ trung tâm đào tạo bóng đá Viettel. Bắt đầu từ hành trình U16 Đông Nam Á đến thì Công Phương luôn là sự lựa chọn tin cậy nhất của huấn viên Quốc Tuấn cũng như trưởng đoàn Hoàng Tuấn ở khu vực giữa sân. Một cầu thủ có khả năng chơi bao sân và có khả năng dẫn dắt đồng đội tương đối tốt. Các cầu thủ Thái Lan đang cho thấy được sự nhanh nhẹn và khéo léo, rất nguy hiểm đối mặt. Đó là một pha bóng già quá hay của Đình Hải và đó là sai lầm đến từ Phùng Văn Nam. Phùng Văn Nam mắc lỗi vị trí nghiêm trọng trong tình huống tấn công vừa rồi của Thái Lan. Rất may là Đình Hải đã phán đoán và bóng ra và cũng đã có lỗi việt vị của loài trai, nhưng đó là một pha bóng mà trợ lý số 1 đã bỏ qua. Nhưng đó sẽ là một đòn cảnh tỉnh dành cho U17 Việt Nam nếu như họ vẫn cứ thi đấu mất tập. Lê Phát, vẫn là Lê Phát. Tình huống phạm lỗi của trung vệ Tadak Chris và có cảm giác như là tình huống phạm lỗi vừa rồi ở trong khu vực 16m50 của đội tuyển U17 Thái Lan. Nhưng có lẽ là chúng ta chỉ có được một quả phạt trực tiếp ở vạch 16m50 mà thôi. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Lê Phát đã có một chân đứng ở phía trong vòng cấm địa và một chân ở phía ngoài. Nhưng có vẻ như trong pha bóng vừa rồi thì tình huống phạm lỗi của Tanak Chris đã đá vào chân ở bên phía ngoài của cấm địa của Thái Lan và chúng ta sẽ chỉ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp thôi. Nhưng cũng sẽ là cơ hội rất lớn để các cầu thủ trẻ đã có được bàn thắng mở tỷ số, một quả đá phạt trực tiếp ở một vị rất gần. Đây cũng sẽ là một tình huống đá phạt đòi các cầu thủ thực hiện sẽ phải có kỹ thuật rất tốt, một cú đá thẳng hay một cú cứa bóng kỹ thuật đưa trái bóng lượn qua hàng rào của đối phương sẽ là một cú cứa lòng về phía góc xa của Công Phương. Thì góc đá này nguy hiểm, tuyệt vời, vẫn là Công Phương. Công Phương là người mở tỷ số trong trận đấu bán kết U16 Việt Nam gặp U16 Thái Lan tại Đông Nam Á. Và bây giờ tiếp tục là Công Phương ghi bàn thắng mở tỷ số trong lần gặp lại đối thủ đại kinh địch của chúng ta. Bàn thắng rất quan trọng đến ở thời điểm phút thứ 20, thời điểm mà U17 Việt Nam chưa thực sự bắt nhịp tốt với trận đấu. Nhưng rất có thể với bàn thắng này chúng ta sẽ giải tỏa được tâm lý nặng nề và các thủ trẻ U17 Việt Nam sẽ có quãng thời gian sau đó thăng hoa hơn. Cú đá phạt rất đẹp của Công Phương, rất đáng khen cho tình huống vừa rồi của số 6 bên phía đội tuyển U17 Việt Nam. Cách đây 2 ngày trong cuộc đối đầu với U17 Nepal, chúng cùng xem lại siêu phẩm này. Cú đá cực kỳ kỹ thuật, cú đá căng, xoáy, bóng lượn qua hàng rào của U17 Thái Lan và thủ thành Tisanu chỉ biết đứng lặng yên và ngắm trái bóng bay vào lưới. Quá đẹp, không có gì để có thể diễn tả về bàn thắng vừa rồi. Đó là một tình huống dứt điểm không dễ bởi vì cự ly gần. Nó sẽ không có đủ quãng đường để đường đi của trái bóng có độ cong
và độ xoáy quặp xuống. Nhưng vừa rồi là một pha bóng mà Công Phương đã thực hiện một cú đá căng, bóng đi ngay trên hàng rào của Thái Lan. Chanason Lê Phát, Lê Phát tránh bóng rất hay, nhưng vừa rồi lại là xử lý hơi rườm rà của Lê Phát. Lê Phát cần phải rút kinh nghiệm. Nguy hiểm, rất nguy hiểm, không vào. Đó là sự tự tin thái quá của Đình Hải, và suýt nữa Đình Hải đã phải trả giá. Chắc chắn là sau quãng nghỉ giữa giờ thì huấn luyện viên Quốc Tuấn đặc biệt là, nhưng đây tiếp tục lại là một tình huống không, có lẽ cầu thủ đã băng lên là Surachai thì không ở vào vị trí việt vị. Cầu thủ đã ở vào vị trí việt vị là số 9 Tôn Ta Wan. May mắn cho Đình Hải và may mắn cho hàng phòng ngự của đội tuyển U17 Việt Nam là vua pha lưới của U17 Thái Lan Tôn Tần đã có một tình huống dứt điểm quá hiền. Và đây là mà ban luyện điều chỉnh nhắc nhở về trạng thái tâm lý của Đình Hải. Đình Hải đang có sự hưng phấn quá mức. Pha bóng không có gì quá nguy hiểm nhưng Đình Hải đã vội vã băng ra và bỏ trống khung thành. Lê Đình Long Vũ, bên trong có Lê Phát và Đức Thiện. Đức Thiện làm gì đi, chưa có được một tình huống xử lý thành công đến từ chân sút mang áo số 18 bên phía U17 Việt Nam. Các bạn thân mến, như vậy là trận đấu sớm diễn ra ngày hôm nay, cuộc đối đầu giữa U17 Đài Bắc Trung Hoa và U17 Nepal đã có kết quả là 3-2 nghiêng về phía U17 Đài Bắc Trung. Điều đó có nghĩa là những kết quả của U17 Việt Nam và U17 Thái Lan với Nepal sẽ bị loại bỏ vì một số bảng đấu của vòng loại U17 châu Á chỉ có 3 đội. Thế nên tất cả những kết quả của các trận đấu với đội bóng thứ 4 và thứ 5 sẽ không được công nhận. Đó sẽ là một công thức tính toán rất phức tạp của vòng loại U17 năm nay. Và cách tính đơn giản nhất của U17 Việt Nam đó là chiến thắng và ngôi đầu bảng. Đức Thiện, Đức Thiện vẫn đang có những tình huống xử lý chưa thực sự tốt. Vi Đình Thượng, Trung Nguyên, so với Bùi Hoàng Sơn thì Đức Thiện nhỉnh hơn về tốc độ và khả năng càn lướt, khả năng băng cắt. Bùi Hoàng Sơn thì lại thiên về kỹ thuật thông minh và khả năng làm tường tốt. Rất có thể Đức Thiện sẽ sử dụng ở hiệp 1 và phần nào đó của hiệp 2 càn lướt để phá sức phòng ngự của Thái Lan, và sau đó Hoàng Sơn sẽ được sử dụng. Lê Phát đường chuyền bước một quá hay và đường chuyền tuyệt vời. Lê Đình Long Vũ ghi bàn đi, Long Vũ tuyệt vời, 2-0 cho tuyển U17 Việt Nam. Quá dễ dàng, quá đẹp mắt, và một lần nữa thần đồng bóng đá Việt Nam Lê Phát lại cho thấy được khả năng của mình với một pha xử lý siêu hạng, khống chế bước một và đường chuyền cực kỳ thông minh. Và cũng đặc biệt có lời khen cho Lê Đình Long Vũ với một tình huống di chuyển thông minh, phá bẫy việt vị, dùng tốc độ và sự bình tĩnh vượt qua thủ thành Tishamo và ghi bàn vào lưới trống. Hai bàn thắng quá đẹp của đội tuyển U17 Việt Nam, và chúng ta đang rất gần với chiếc vé tham dự vòng chung kết U17 châu Á diễn ra vào năm 2023. Cho dù đây mới là phút 5 của trận đấu nhưng các cầu thủ U17 Việt Nam đang cho thấy được sự bình tĩnh, sự điềm tĩnh và niềm tin cũng đã trở lại. Những pha xử lý mượt mà hơn, những tình huống xử lý rất tự tin của Lê Đình Long Vũ hay Lê Phát. Một pha xử lý rất cơ bản của Lê Đình Long Vũ. Lê Đình Long Vũ cũng đã có được một giải đấu thành công, nhưng hàng phòng ngự của U17 Việt Nam cũng đang tạo ra những tiếng ồ trên sân Đồng Việt Trì. Sau giải đấu này thì có lẽ là nếu như đội tuyển Việt Nam giành được chiếc vé tham dự vòng chung kết U17 châu Á thì ban luyện sẽ phải làm việc rất nhiều với hàng phòng ngự của U17 Việt Nam.
Đức Thiện. Quan điểm cá nhân tôi mình rất mong sẽ có một bàn thắng dành cho Đức Thiện trong trận đấu này. Phải khẳng định rằng Đức Thiện thi đấu chưa thực sự thành công trong những trận đấu đã qua, nhưng cũng nên nhớ rằng em mới có 16 tuổi và cũng đang ở lứa tuổi vừa học vừa trưởng thành. Điều đáng khen của Đức Thiện đó là không bỏ cuộc, vẫn luôn rất cố gắng, luôn nỗ lực phấn đấu trong từng thời điểm. Cầu thủ này thi đấu trên sân. Lê Phát. Bóng đi thẳng vào vị trí của thủ thành Tisano. Phát bóng quá hay của các cầu thủ Thái Lan. Đó là một trong những cách chơi tương đối hiện đại, một tình huống phát volley trước của thủ môn và các tiền đạo sẽ di chuyển rộng ra biên để nhận bóng. Vừa rồi thì pha phát bóng của Tisano chính xác đến từng cm, rất tiếc là tình huống không chơi bóng sau đó của Vistakhan thì lại không tốt. Đình Long Vũ. Vâng, thưa quý vị, theo sự cập nhật của bình luận viên Quang Long thì ở trận đấu sớm giữa Đài Bắc Trung Hoa và U17 Nepal thì Đài Bắc Trung Hoa đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2 và cũng đã phản ánh đúng chất lượng của hai đội bóng. Lê Phát vẫn luôn có những tình huống chạm bóng rất ưng ý, nhưng vừa rồi thì lại làm một đường chuyền hơi vội. Các bạn thân mến, các bạn được theo dõi trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại của bảng F U17 châu Á, và chúng ta đang được chứng kiến trận đấu được đánh giá là trận đấu kết của vòng bảng giữa U17 Việt Nam và U17 Thái Lan. Vào thời điểm này, phút thứ 29 của trận đấu thì Việt Nam đang dẫn trước Thái Lan với tỷ số 2-0. Đây là trận đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sport News. Đây là một giải đấu mà VTV Cup có được bản quyền duy nhất với những trận đấu được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của hệ sinh thái thể thao VTV Cup. Như vậy là niềm hy vọng của U17 Thái Lan, Thanakwis được đánh giá là Messi trẻ của Thái Lan, đã buộc phải rời sân. Được vào sân là tiền vệ Phong Phách. Các bạn thân mến, trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Thái Lan không chỉ được tường thuật trực tiếp trên Sport News mà còn được chúng tôi đang truyền tải trên nhiều những nền tảng khác nhau. Lúc này trên trang Facebook của Allsport luồng livestream đang có 24.000 khán giả theo dõi trực tiếp, một số ấn tượng, trong khi những trận đấu trước đó thì con số này hạn chế hơn khá nhiều. Ngoài ra thì trận đấu này cũng được tường thuật trực tiếp trên kênh YouTube của Allsport, trên kênh YouTube của Nextsport, và chắc chắn tâm điểm của người hâm mộ Việt Nam lúc này là trận đấu mà chúng ta đang theo dõi, U17 Việt Nam và U17 Thái Lan. Lần này thì Đình Hải đã băng ra và xử lý rất an toàn, rất cầu thủ trẻ là như vậy, đôi khi có những sự bốc đồng, đôi khi có sự thiếu kiểm soát, và lúc đó thì chúng ta cần vai trò nhắc nhở của các huấn luyện viên. Hữu Trọng, Vi Đình Thượng, Hữu Trọng
là một trong những cầu thủ hiếm hoi thi đấu full trận trong cả hai trận đấu trước đó với Đại học Trung Hoa và Nepal. Và bây giờ thì Hữu Trọng vẫn đang là chốt trận đáng tin cậy nhất ở hàng phòng ngự của U17 Việt Nam. Hữu Trọng là chàng trai đến từ U17 Sài Gòn, cũng là đội trưởng của U17 Sài Gòn, đã thi đấu rất hay tại vòng chung kết U17 quốc gia diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Vừa nhắc đến Hữu Trọng thì Hữu Trọng phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng. Lúc này thì Hữu Trọng vẫn đang thuộc biên chế của U17 Năng Khiếu Thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc này thì U17 Năng Khiếu Thành phố Hồ Chí Minh đang có sự kết hợp với Học viện Lyon. Và huấn luyện viên của Hữu Trọng lúc này là một huấn luyện viên người Pháp, ông David. Surachai, cầu thủ chạy cánh trái của U17 Thái Lan, người cũng đã thi đấu rất nỗ lực trong phút rồi là một tình huống cao chân của Lê Phát. Muốn va chạm giữa Lê Phát và hậu vệ bên phải của đội Thái Lan Chanason. Son đang tỏ ra khá đau đớn. Người đã chạm với Lê Phát trong pha bóng vừa rồi. Xin lỗi, người đã va chạm với Chanason trong pha bóng vừa rồi, Lê Phát. Tình huống mà Lê Phát đã ham bóng và cao chân, mũi giày của Lê Phát đã chạm của Chanason. Lê Phát là chàng trai đến từ Đắk Nông và cũng là niềm tự hào của quê hương Đắk Nông, gia nhập PVF còn rất nhỏ, ở lứa tuổi 10 và 11 tuổi. Người Pháp trúng tuyển PVF trong một đợt tuyển chọn tại trung tâm Thành Long. Và sau khi gia nhập PVF thì ở năm đầu tiên, người Pháp đã được gọi là một lỗi việt vị rất rõ nữa của các cầu thủ U17 Thái Lan. Nhưng trước đó là một loạt những tình huống xử lý không của U17 Việt Nam. Đặc biệt là ngày hôm nay, tiền vệ trung tâm Quốc Trung cũng đã chơi không thực sự hay. Người đá băng xuống sớm trong pha bóng vừa rồi là Tôn Ta Huân. Trung Nguyên Cầu Phường vẫn đang thể hiện một đẳng cấp khác so với phần còn lại, với sự lì lợm và bản lĩnh trong những tình huống xử lý bóng, không quá vội vàng. Đường chuyền hay, Đức Thiện. Đức Thiện vẫn hơi được rụt rè trong tình huống xử lý bóng. Lê Đình Nam Vũ không được, sẽ chỉ có một tình huống đá phạt góc cho các thủ về Việt Nam mà thôi. Vừa rồi người đã nỗ lực dâng cao tấn công không phải là Đình Nam Vũ mà là Phùng Văn Nam. Cũng chính Phùng Văn Nam sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Hữu Trọng rất tiếc là tình huống đánh đầu đập đất và đã giảm lực, nó trở nên đơn giản hơn nhiều và thủ thành Tisanu đã có được một pha xử lý an toàn. Hữu Trọng cũng là một trong những chuyên gia không của U17 Việt Nam ở vòng chung kết U17 vừa rồi, thì Hữu Trọng cũng đã có được một bàn thắng từ một tình huống đá phạt góc của U17 Sài Gòn. Công Phương, Phùng Văn Nam
rất tự tin. Phùng Văn Nam pha bật tường rất hay. Vẫn là Văn Nam cố gắng lên, không được. Vừa rồi làm tình huống phối hợp chưa thực sự thành công giữa Văn Nam và Đức Thiện, nhưng đó là một pha phối hợp đáng khen của U17 Việt Nam. Ở những trận đấu trước đó với U17 Đài Bắc Trung Hoa hay U17 Nepal thì U17 Việt Nam thường xuyên chỉ triển khai những tình huống tấn công dọc theo hai biên. Nhưng ngày hôm nay họ đã có được những sáng tạo với những tình huống tấn công trung lộ, với những đường truyền xé toang hàng phòng ngự giống như những gì mà Lê Phát đã thực để Lê Đình Long Vũ bằng súng ghi bàn. Như vậy là đến thời điểm này thì U17 Việt Nam đã có 3 chân sút ghi được 2 bàn. Đó là Lê Phát, là Bùi Hoàng Sơn và Lê Đình Long Vũ. Tình huống phạm lỗi khá thô của cầu thủ mang áo số 8 bên phía Thái Lan là Siwat. Lúc này thì đã bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống sân vận động Việt Trì. Các khán giả cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này. Và thời điểm này thì thời tiết ở khu vực phía Bắc tương đối thất thường, lúc mưa lúc nắng. Có điểm mà chúng ta có thể yên tâm đó là chất lượng mặt sân Việt Trì cực tốt, khả năng thoát nước cũng rất ổn, sẽ không có quá nhiều khó khăn và khách quan cản trở các cầu thủ trẻ. Công Phương hơi thấp, tuyến hai, Quốc Trung nguy hiểm, Đức Thiên vẫn không vào, vẫn là một sự vô duyên đáng ngạc nhiên đến từ chân sút mang 18 bên đội tuyển U17 Việt Nam. May mắn đã đưa trái bóng đến chân của Đức Thiện sau một tình huống dứt điểm không tốt của Quốc Trung. Thiện khống chế bước 1 hay, bước 2 hay. Và như vậy là có vẻ như đã có bàn thắng thứ 3 dành cho U17 Việt Nam từ một pha bóng mà chúng ta đang xem lại tình huống làm chậm. Ai sẽ là người ghi bàn đây? Hy vọng là Đức Thiện. Rất mong có bàn thắng cho Đức Thiện có thể giải tỏa được áp lực dành cho cầu thủ này sau những ngày vừa qua. Chúng ta sẽ cùng chờ để xem lại. Như vậy là loa ở sân đội Việt Trì đã thông báo là Phan Thành Đức Thiện đã có bàn thắng đầu tiên. Chúc mừng Đức Thiện, một bàn thắng rất quan trọng đối với Đức Thiện và cả với ban luyện của tuyển U17 Việt Nam. Họ đã đúng khi niềm tin vào cầu thủ này. Với những cầu thủ trẻ thì những bàn thắng là cực kỳ quan trọng. Và đây là pha xử lý rất đẳng cấp của Đức Thiện. Có vẻ như là mọi uất ức, mọi sự ức chế về mặt tâm lý đã được giải tỏa hết trong cú đá vừa rồi. Một tình huống vùng hết chân của Đức Thiện, dứt điểm rất căng bằng chân trái. Chúng ta nên nhớ rằng Đức Thiện là cầu thủ thuận chân phải, nhưng vừa rồi là một pha xử lý miễn chê bằng chân trái trên không thuận. Một cú đá căng quá khó đối với thủ thành Pisanu. Và thêm một lần nữa chúng ta thấy được dấu ấn pressing tầm cao của U17 Việt Nam ở giải đấu lần này. Đây đã là bàn thắng thứ hai, chính xác hơn là bàn thắng thứ ba của U17 Việt Nam khi họ chơi pressing tầm và giành bóng ngay ở khu vực 1/3 phần sân của đối phương. Đầu tiên gặp Đài Bắc Trung Hoa, Lê Phát là người đã giành được bóng và băng xuống đối mặt với thủ môn của đối phương và nghiêng người cứa lòng ghi bàn theo kiểu Mbappe. Trận đấu thứ hai, Công Phương là người đã bóng khu vực phần sân đối phương và sốc thẳng vào phòng ngự của U17 Nepal và sau đó thực hiện cú đá chìm bằng chân trái mở tỷ số trong trận đấu thứ hai của đội tuyển U17 Việt Nam. Và vừa rồi cũng là một pha bóng mà Đức Thiện đã chấp thời cơ rất nhanh, giành bóng trong phần sân của đối thủ và ngay sau đó thực hiện cú đá trái phá bằng chân trái. Bóng đi quá đẹp mắt, quá căng và hiểm, khiến cho thủ thành Pisanu chỉ biết vào lưới nhặt bóng mà thôi. Ngoài những dấu ấn về mặt chiến thuật như pressing tầm cao, triển khai tấn công cánh, Lê Phát, Đức Thiện, vẫn là Đức, Công Phương, cánh ạ, đã có lỗi của Đức Thiện trong tình huống tranh chấp vừa rồi và Công Phương đã bị nhắc nhở sau khi có còi vẫn thực hiện cú đá.
Surachai, Pacharapon, Charas. Lần này thì Phạm Đình Hải đã chọn rồi và băng ra rất chính xác. Trong những điểm mạnh của Đình Hải là sự tự tin và khả năng kiểm soát không gian tương đối tốt. Trận đấu đầu tiên thì thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam là Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cũng đã chơi hay trong trận đấu đó và đặc biệt là xuất sắc trong những tình huống 1-1. Nhưng rất tiếc là trong một tình huống va chạm với tiền đạo của Đài Bắc Trung Hoa thì Bảo Ngọc đã bị chấn thương. Nguy hiểm! Lên phát! Suýt nữa thì có bàn thắng thứ tư dành cho U17 Việt Nam. Và đó là một tình huống chấp thời cơ rất nhanh của Lê Phát. Một pha di chuyển chéo cắt mặt sở trường của số 9 bên phía U17 Việt Nam. Chúng ta nhớ lại bàn thắng thứ 3 của đội tuyển U17 Việt Nam trong cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa. Cũng là một tình huống mà Lê Phát đã băng cắt cột 1, đánh đầu lái bóng, ghi bàn rất đẹp. Và vừa rồi là một pha bóng mà Lê Phát đã âm thầm di chuyển từ khu vực trung lộ cắt mặt và dứt điểm. Nhưng rất tiếc là pha bóng của Lê Phát lại đưa trái bóng đi chạy cột dọc. Thi đấu thứ 44 rồi. Bây giờ thì lợi thế rất lớn đang thuộc về các cầu thủ U17 Việt Nam. Chúng ta đang hoàn toàn kiểm thế trận. Chúng ta đang chơi hay và các cầu thủ cũng đã có được những tình huống phối hợp mạch lạc, những bàn thắng rất đẹp mắt. Chris Otawan, Sarayas, Phong Bách. Bây giờ chúng ta mới thấy Phong Bách chạm bóng. Surachai, tình huống phòng ngự rất hay. Có vẻ như người đã bóng là Phùng Văn Nam. Công Phương, Công Phương hơi chậm. Tình huống mà Công Phương đã có phần chủ quan. There will be 2 minutes of added time. Kính thưa quý vị, thời gian của trận đấu nhất là 2 phút. Thời gian bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên này là 2 phút. Năm 2022 thì ở các giải trẻ, lứa tuổi trẻ, các lứa U của Việt Nam đang chiếm lợi thế trước Thái Lan. Chúng ta đang bất bại trước các đội trẻ của Thái Lan. U16, U20, U19 quốc tế. Nhưng ngược lại, chúng ta đang gặp một thử thách rất lớn đến từ các đội trẻ của Indonesia. U16 Việt Nam thua U16 Indonesia trong cả 2 lượt trận tại giải đấu U16 Đông Nam Á. U20 Việt Nam cũng đã thua U20 Indonesia trong cuộc cạnh tranh chiếc vé chính thức tham dự vòng chung kết U20 châu Á. Công Phương rất nhịp nhàng. Lê Phát đường chuyển hơi mạnh. Công Phương như Đình Thượng thì chưa có được một tư thế sẵn sàng để nhận bóng. Mình bắt đầu đã nhìn thấy những tình huống phối hợp bật tường đập nhả ở khu vực trung lộ của U20 Việt Nam, điều mà họ không thực hiện thường xuyên trong 2 trận đấu trước đó. Lê Phát, cú đá của Lê Phát đúng vào người của Lê Đình Nam Vũ, rồi lại làm tình huống dứt điểm từ xa của Phùng Văn Nam. Phán đoán và can thiệp tốt của Hữu Trọng. Charason, Lê Phát, vẫn là Lê Phát. Nếu mà Lê Phát đã hơi ham bóng và đó cũng là tình huống cuối cùng của một hiệp đấu rất hấp dẫn với sự vượt trội nghiêng về phía U17 Việt Nam. Cầu thủ của chúng ta có một chút hồi hộp ở phần đầu của hiệp đấu này, nhưng sau khi Công Phương mở tỷ số bằng một cú đá tiếp quá đẹp mắt thì đó là thời điểm mà sau đó thì U17 Việt Nam đã chơi thăng hoa
họ đã liên tục tấn công và đã có được những bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Lê Đình Long Vũ và bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của chân sút Đức Thiện.